Chào các bạn trở lại kênh Hiếu Già Vlog. Sáng nay trời mát, các bạn đi bãi tí về làm đồ. Sáng trời trời mát đẹp ghê á. Không có nắng, không có gió, không có mưa, không có. Nói chung là sáng nay là đẹp. Đi một vòng coi về coi có gì không. Chán quá, bây giờ Viettel vẫn chưa lấy hàng nặng, bạn bưu điện cũng chưa lấy hàng nặng, không chỗ nào lấy hàng á, có là phải dưới 30 kg và chiều dài không quá 1m2 thì đâu có gỡ được mấy cắt cỏ cho mấy anh em đâu. Khổ ghê. Hàng thì nằm ở đó, đồ nằm ở đó mà anh em cần đồ xài mà không gửi về được. Xin lỗi anh em rất là nhiều. Buồn ơi là buồn luôn. Mà nói chung bây giờ tình hình chung thì ai cũng vậy thôi bạn, chứ không phải riêng chỗ Hiếu đâu. Mấy anh em chỗ khác cũng vậy, gỡ không được. Thì anh em nào có nhà xe hoặc là có xe nào gần nhà gì đó thì nhắn cho Hiếu, Hiếu gửi cho. Kêu xe ba gác hoặc xe ôm gì đó chở ra chành xe đi gửi cho anh em xài. Chứ giờ khó quá. Cái bên nhận hàng nó cũng chê tiền nữa bạn. Tại vì mình gửi đi là nó có tiền mà. Xe hết dầu nó rồi, đổ dầu thôi. Đây là chợ đầu mối Bình Điền. Mấy nay chợ đầu mối Bình Điền cũng bán lại rồi mà, nhưng hình như là hạn chế cái số dừa, tức là bao nhiêu tiểu thương để được bán thôi. Chợ đầu mối Bình Điền là chợ lớn nhất của Sài Gòn mình đó bạn. Tầm cỡ nghe nói là tầm cỡ là Đông Nam Á đâu, không biết là có không thì không biết. Nay vẫn đi hướng Mỹ Yên bạn ơi. Còn lúc này là không thể nào đi lên An Sương được. Lên đó thì đồ nghề nhiều nè, đồ nghề dao, muỗng, nĩa, son, nồi, chảo các kiểu tùm lum nhiều lắm. Mà nó dịch quá cho nên là không đi được. Chỉ đi xuống khu Mỹ Yên thôi, chỉ có máy với lại đồ lặt vặt thôi. Máy nổ, máy cắt điện, đồ lặt vặt thì được. Còn khu trên kia giờ ghê quá. Đi đâu biết ông nào F0, ông nào F1, đi cái có chuyện gì mất công phiền với người khác trong gì đó. Một là lây cho mình, hai là lây cho người khác thôi, cho nên là kệ, hạn chế đi. Gán nhịn vài bữa đi. Cái nhìn vài bữa đi, bớt dịch tờ lên mà khu trên đó nguy hiểm quá. Rồi bạn ơi, nay mình đi xuống Mỹ Yên nữa nha. Vẫn đi hướng cũ nha. Vẫn những cái bãi cũ nha. Rồi bây giờ có bãi mới về hàng đó, anh em còn có lấy gì được không nha. Lên đường thôi, let's go. Có một con máy Mitsu, con máy phát điện 210kW nè bạn, tương đương 160kW. Con này sản xuất tháng 12 năm 91 mà nhìn cái máy mà bạn không tưởng được luôn á. Đây. Giờ chỗ này để nó hơi kín, mở hơi khó ha. Con này chạy được bao nhiêu giờ rồi? Ây da, đồng hồ nằm đâu? À, chạy mới được có 372 giờ bạn nè. Cái máy nhìn nóng lạnh luôn. Giờ sao mở được cái này? Để em đi hơi chật con này về mấy ngày cho nên là xếp vô cho nó gọn đó bạn. Cho nên là hơi chật rồi, thôi mở hơi khó. Thông số kỹ thuật nằm nó có cái bảng hướng dẫn kia nữa kìa. Cái này là kiểm tra lần cuối là năm 2017. Ủa phải không vậy? Nói một câu anh em cười thối mũi ra. Đây. Con này là siêu kích âm nha. Con này là tua chậm, tua 1.500 á, 1.500 bạn. Bạn nhìn cái máy Mitsu bên kia có một con 200 nữa kìa, nhìn mà xỉu luôn bạn. Con này thì cực kỳ đẹp rồi đó. Con bên kia còn đẹp kinh khủng hơn con này. Sáu máy, máy Mitsu. Cái bô nằm đâu rồi? Cái trục bô đây. Wow. Cái bô nó bị lạc đâu mất bạn. Nói chung cái bô thì dễ. Trời, cái máy này bạn nhìn thấy không? Hết hồn cái máy thiệt chứ. Để Hiếu quay cho bạn coi con bên kia kìa mới ghê. Đó, cái con Mitsu Hiếu nói bạn nè. Cái máy nó mới, nó là chưa xài luôn bạn. Hệ thống đầy đủ đây hết nè. Nó chạy bao nhiêu giờ thì nó không để. Con này không để là tham.
đó zin hết toàn tập từ A tới Z luôn. Con này đời cao hơn con kia á. Nè bạn nè, cái cũ nè nó là 200 kVA, cũng giống như con kia tua 1500. Đời con này đời 2015 bạn. Giờ cái tai lợn này thì quay hơi khó ha. Đó, đời 2015. Cái máy bạn nhìn thấy là mới, hoàn toàn là mới, chưa xài luôn. Đó, máy Mitsubishi. Chưa có... Nói chung là mới chưa xài, vậy đi cho nó dễ ha. Nó là siêu cách âm bạn. Nó có nắp thùng đầy đủ hết luôn. Con này anh nào xài cái này nhà xưởng hoặc kho gì xài con này quá đã luôn. Cái con này thì mắc lắm. Con này tầm khoảng 400 mấy 500 thôi. Có một con tời Mitsu nè. Con này là con tời đâu rồi, tời treo. Ê, đúng rồi, tời treo bạn. Nó có cái 4 cái bánh xe để chạy nè. Con này là 1 tấn, tời treo 1 tấn cáp 10 ly. Cái cây nước nhìn nó to. Bạn nhìn cái máy nè, nhìn quá đã luôn bạn. Còn khúc ống bồ để gắp lên nữa. Trời ơi, cái máy nhìn nó sướng lè luôn. Máy này giờ mua tiền không? Một đống tiền. Bạn nhìn thấy đã không? Cái turbo nè. Mấy con này thì nói chung thì không có gì để kiểm tra. Về lắp bình vô cái là xài thôi. Nó bị mất bình thôi. Đó, nó bị mất cái bình thôi. Chứ còn con này thì lắp bình vô xài không có gì á. Điện 3 pha đây nè. Ga vô. Đây là sợi trung tính. N là trung tính, là gọi là Việt Nam mình hay gọi là dây lạnh á. Nó là sợi trung tính. Hiếu nhìn cái máy phát điện Hiếu lết điều nổi luôn bà. Hết hồn đâu. Máy điện này nếu mà để mà mới bên đó thì mua không nổi đâu. Hoặc là nếu mà về tới Việt Nam mà mới mà giống như vậy á, mắc lắm mấy ông cửa hàng bán mấy con này tới nóc luôn bạn. Mấy con này nếu mà mấy ông cửa hàng đem về mà không bán mấy con này mà dưới 800 mấy bạn đá hiểu không? Thì nói chung người ta nó phải có cái sự lời lỗ trong đó. Dù là ta mua về thì người ta phải giam tiền lại nè, rồi tiền mặt bằng, tiền nhân viên, tiền các thứ. Nhớt như mới luôn là bạn, còn trong vắt luôn. Rồi anh em mua ở đây thì cứ mua về xài thôi, nó quá đơn giản rồi. Mitsubishi Dynamo sạc. Nhiều anh em không biết cái này là gì nè. Cái này là cái để quay để nướng các bạn. Đây nhiệt độ bao nhiêu độ C ha, chỉnh dù bạn muốn chỉnh bao nhiêu độ C. Đây là công tắc mở nè, ví dụ bao nhiêu phút, 5 phút, 10 phút, 20 phút không, tự động sẽ tắt. Này một là quay dịch nè, hay là nướng nè. Cái này á là hay bán bánh mì mà có nguyên cái khay để ấy bạn. Cái này là quay đồ rất là ngon. Nó giống như là chưa xài luôn bạn nè. Cái thanh nhiệt của nó còn mới coi nè. Tại vì á, cái thanh nhiệt khi mà xài nóng lên á thì sẽ dễ bị đen đen. Còn cái con này thì giống như là chưa xài luôn mà sao tự nhiên bỏ ra. Đây thì nhiệt độ hiển thị bằng đồ hồng tử trên đây. Đây chỉnh nhiệt độ ở đây. Đó, thanh nhiệt nè. Đây là hình biểu tượng cái đồng hồ là time á. Time là thời gian. Đó. Ví dụ bạn muốn chỉnh bao nhiêu phút, 10 phút, 15 phút, 30 phút hay là 90 phút hay là 105 phút gì đó, phải không? Rồi tự động sẽ tắt. Đó, con này hay á. Con nhịn này nướng đồ thì bao ngon luôn. Có mấy con lận á. Đây con nè. Đây con nè. Đây con nè. Quá trời, mà con này nó như mới các bạn. Ê, cái này con này gọi là có công tắc nữa ta. À, công tắc có nghĩa là khi bạn tắt á là tắt thời gian luôn á. Có nghĩa là bạn để nó full thời gian luôn á. Còn cái máy này máy trộn bột, máy trộn gì á hay vậy. Cái lưỡi nè, nhìn hay không? Cái kho này công nhận nhiều ghê, đồ toàn đồ inox không. Đây cái con này hay hơn con kia á. Đây nè. Ủa sao lại có con ở ngoài nữa lại không ấy ta. Nên là xài điện 3 pha 200. Con này không cần đấu rồi đó. Con này đây mình sử dụng con này nè. Nó bao nhiêu kWh ta? Đây nè bạn.
nó bao nhiêu kilowatt à, mà đúng là xài cái con mà có cái nút bấm này lại có đồng hồ này lại ngon hơn chứ hả? Trời ơi, nó đẹp không tưởng luôn, bạn ở trong nó đẹp hết hồn, nó đẹp luôn nè, nó mới cái ngã nó giống như là chưa xài luôn á. Còn đây là cái máy gì đây, cái này là giống như cái máy rửa bát á, hay là gọi là cái máy rửa chén á, mà cái dòng này thì không biết là nó có cái khay, nó phức tạp quá. Cái này là nhiệt độ, thời gian gì ô tùm lum hết trơn, rửa thức ăn gì nè, tầm lem á. Con này thì phức tạp quá cho nên là không hiểu được. Ê, con này điện 110 110 thì nó lại dễ xài hả? Nè, nước vô nè, nước ra bên đó, nước vô bên đây mà nè. Con này 308kg inox thì nó giá nó hơi mắc. Tại inox thì thường thường là từ 60 tới 70 ngàn một ký. Inox có bãi thì ai bán cũng vậy thôi, ai cũng như ai á. Inox mà, inox thực phẩm thì bao giờ nó có hai con Seagull mà. Bây giờ thôi, giới thiệu cái nhỏ nhỏ trước đi. Cái máy hàng này là điện 200V nha, chứ không phải là điện 3 pha, điện 1 pha 200 nữa bạn nè. Đây nè, điện vào ổn định 200V 1 pha 50Hz. Tổng trọng lượng cái con này là 18kg. Nó là 250 hả ta? À 200. Con này thì hàng quá ngon luôn các bạn. Con này anh em làm công trình hoặc là nhà xưởng hoặc là sắt bọng nữa thì sắt thì con này đúng bài luôn. Đây, đồng hồ điện tử luôn á. Đã ha, bạn chỉ cần đơn giản mua cặp bình với cặp cái hàng, cái là hàng thôi, con quỷ này đâu có gì đâu khó. Đây ghim điện cái lên nè, chỉnh nè, đây là để chỉnh ampe cao thấp để dành hàng lớn nhỏ, nó sẽ hiển thị lên đây. Con này mắc à, con này là mới đợt khác cho nên là mắc rồi nha, quá đã luôn bạn nè. Con này là bao anh em để hàng luôn, con này là quá sướng luôn. Rồi tới nhân vật chính, đó là con Seagull. Ây da, hai con Seagull bạn, mới chưa nè, mới keng sờ beng. Đây bạn coi cái bộ routine với lại cái cầu trước nữa bạn, nó hầu như là chưa có một tí nào chấm xét. Đây là trợ lực lái, trợ lực điện nha. Đây nè, đó cái thanh dằn nó dày nè bạn nè, cái thanh dằn tôi sẽ hơn rồi, thanh dằn đó thắng đĩa luôn nha. Đây là routine nè, cái hệ thống routine rồi hệ thống gầm của nó là còn như mới bạn, chịu không nổi luôn mấy con này. Sang vô bình thì còn mới keng keng. Đây bình mới keng, bình Panasonic mới lắm, bình này còn sạc ngon. Con này sạc điện 200 thường mình thôi cho nên là nó xài rất là tiện. Đây nè, chưa sạc nè, bạn cắm cái này vô đây nè, nè 200 một pha nè, đó bạn cắm vô đây. Nó có dây mát này không, dây mát này phải cắm qua cái dây mát này đó, đó bạn. Đây xoay ngang cái ha, rồi cắm cái này ngon. Con phát hàng này anh bán là 4 triệu con bạn. Ê, con 250 này mắc hơn chứ nhờ, nếu mà con 20 mua về bán thì sẽ mắc hơn á. 4 triệu con, hai con là 8 triệu. Đúng rồi, lấy con 250 nó mắc hơn mà, mắc hơn 500 ngàn, 4,5 triệu. Tại vì mua xô ngang mà. Không tưởng tượng được cái xe Rolls nó đẹp như vậy. Nhiều anh em không ngờ dặn mấy con quỷ này mà giờ giá nó cao mà. Mua tại bãi không là đã 45 triệu rồi đó. 45 triệu thì lấy cho 3 triệu đi là 48 triệu rồi. Quá ngon này. Nói chung là mấy con này để như vậy thì khó kiếm lắm. Mấy chiếc này mà về mà mấy ông ở cửa hàng bán á, con này là 82 triệu. Hôm trước Hiếu mới hỏi giá thử rồi. Đó. Quá rẻ con này. Cái này để dành chạy trong sân vườn cà phê này, kiểu hoặc là đi uống cà phê vòng vòng ngoài đường, nói chung xe điện thì chạy vô tư bạn. Này đem là lạc chạy thì sướng là luôn á, quá sướng luôn mà. Xong các bạn ơi, cuối cùng thì con phát điện cũng cẩu đem về tới nhà rồi.
Đây là công suất điện 30k. Một bây giờ 30k có như là sang máy mới được có máy đẹp thôi bạn, chứ cũng không có được con thứ hai đâu nha. Con này khá là ngon, máy Daihatsu, là máy Mitsubishi, máy không phải máy gì? Máy Mitsubishi. Quên. Con này còn khá đẹp. Nó có ATS đầy đủ các kiểu hết luôn ha. Ốc còn 7 màu lan can hết luôn nữa bạn nào thấy không? Khá đẹp. Con này là 30kVA điện 3 pha zin. Tua chậm 1.500. Bạn nhìn thấy hình như cái đồng hồ con này hình như chạy mới có mấy chục giờ thôi bạn, nằm đâu tiêu rồi. Con này 4 máy nha. Siêu cách âm nha bạn. Đây, siêu cách âm nè. Siêu cách âm là sao thì có nghĩa là đây, cái mút cách âm bạn nhìn thấy không? Nó khoảng cỡ dày khoảng cỡ gần 50 là 5 phân á. Đây. Đây là cái mặt đồng hồ điều khiển của em nó đây. Con này chạy được 40 giờ bạn, ghê chưa? Đây chạy được 40 giờ. Đồng hồ các kiểu con này đủ nè. Ok hết nha. Đầy đủ các kiểu. Anh em nào muốn xài công trình hoặc là xài cái này mà xài công trình thì hơi phí. Tại mấy ông xây dựng với mấy công trình ông phá ghê gớm lắm. Cho nên là xài công trình thì hơi phí. Tiếc mãi các bạn biết sao? Nó cẩu bị bể miếng kiến của mình, buồn ơi là buồn. Miếng kiến zin luôn, miếng kiến này nó có cái những cái dấu chéo chéo nào bạn biết, đó là cái sợi thép á. Đừng cho khi mà nó bể ra, đừng cho nó bung ra, nó giống như kiến xe hơi á. Thay vì kiến xe hơi của mình đó thì nó là hai lớp, nó có một lớp keo ngay giữa. Còn riêng cái thằng này nó ép cái lớp keo với lại cái lớp có một cái sợi thép ngay giữa. Khi mà bể bung như vậy nè, nó không có rớt ra bạn hiểu không? Nó không có nguy hiểm. Nhật họ tính ghê lắm bạn, chứ không có giống mấy ông Trung Quốc làm cho có chơi chơi cho vui đâu. Họ tính hầu như là những cái kiến của mấy cái này á, một là bằng mica thì nó không bể, hai mà khi họ làm bằng kiến rồi thì họ phải có bắt buộc phải có những cái đường lưới chéo như vậy. Tại vì lỡ mà gia chạm á, thì khi mà công nhân họ xài á, hoặc là cái người tiêu dùng xài thì nó đứt tay, cho nên là họ sẽ không bao giờ có trường hợp nó xảy ra. Nếu bạn bể nó không, bể nó lủng vô móp vô tới trong luôn các bạn, nó móp vô khoảng chừng gần 1cm mà không rớt cái kiến ra bạn thấy không, nó khá an toàn. Nó giống như cái kính xe hơi của mình á. Đây, bên đây, nhìn cái con bên đây cái nào. Đây bạn, nhìn cái máy nè, hết hồn luôn. Đó. Nhìn con máy quá đã luôn, bốn máy heo dầu gờ nha. Con này đời khá là cao á. Mà đợi nhiêu thì chính xác thì hiểu cũng chưa biết, chưa để ý nữa. Đó bạn. Đây coi nè, cái lốc này nó đang ở đây mở lên hơi khó ha. Quá đẹp bạn. Con này để anh em xài, cái này là tắt điện đó. Khi mà tắt nó sẽ kéo này lên. Khi mà mở điện ra nó sẽ nhả này xuống. Ghê quá. Đẹp quá nè, cái bầu nước nè bạn, nước giải nhiệt còn xanh dờn luôn không? Con này mới chạy có 40 giờ mà quá đẹp đi. Ai cũng hỏi, ủa Hiếu sao mà anh Hiếu xăng đâu ra mà được máy phát điện đẹp dữ vậy? Giờ nói chung thì nói chơi vui, không lẽ giờ chỉ mấy bạn ở đâu, đúng không? Đây bạn coi cái bồ nè. Cái bồ nó mới can xà beng không? Nè, hệ thống cách âm của nó là cũng mới. Nè đó. Ghê không? Quá hớp luôn bạn ơi. Cái lọc gió mới mở ra tháng 4 à. Nên em nào làm thì phải kêu Hiếu dặn Hiếu trước, Hiếu mở ra đấu điện làm lại hết xong xuôi khoảng tuần 2 tuần thì mới xong, mới giao được cho anh em nha. Không có giao được liền đâu, Hiếu tính rất là kỹ, giống như cái máy này nè, Toshiba của anh Hồ nè. Ảnh nó Tân Bình rồi, mình làm ảnh hình như là cả 2 tuần rồi đó. Mình phải gô đai, mình thay nhớt, thay nước, các kiểu đấu điện, các kiểu tùm lum hết. Đó. Con này cao khoảng 1 mét, nó bằng đầu Hiếu á, là khoảng 1 mét 7. Bề ngang cho 2 mét 2. 1m7 h2 bề sâu vô khoảng cỡ mét 2. Rồi. Anh em ướm coi cái nhà mình có để hoặc là cái xưởng mình gì đó có để có vừa không nha. Vừa thì alo Hiếu già. Đó. Đi qua đèn cây coi. Đi cái đường nhỏ xíu ạ. Nhà đó, 1m3 của anh nè. Bây giờ đang làm á.
anh xuống rồi nè, anh xuống chơi nè bạn. Đó. Thế bạn tối hôm qua thức đêm thức hôm thì mới được cái lô máy GX390 là 13 ngựa. Đây là Thái xích Nhật nha, này nói trước nha. Bây giờ bạn muốn mua máy Nhật cũng khá là khó, bây giờ chỉ có Thái xích Nhật thôi. Có là một á là gia công bên Thái theo tiêu chuẩn của Nhật. Hai á là Nhật họ đặt sản xuất, đặt luôn cái nhà máy sản xuất ở Thái. Xong họ đem về Nhật, chứ tại vì bây giờ mấy bạn biết sao? Cái giá thành để sản xuất ở Nhật nó rất là cao. Dục lấy cái con nó khui cho anh Dục. Thì đây là con mới âm thùng luôn nha bạn, không gà nhiều anh em hỏi lắm á. Với lại có Mitsu nữa, Mitsu Mitsu 6 ngựa. Nam dịnh cái thùng cho lấy gà manh cái nè. Mới luôn bạn, mới cái thùng Catolo luôn nha. Đó, ghê không? Quá ghê. GX390. Cái này thì anh em có thể gắn chạy vô lãi được nè. Máy cắt ơi, sáng quá mày ơi. Để đây đi, nó mới, nó sáng quá. Cho máy máy này nè. Mới nó chói quá. Đây. Nhìn bạn nhìn thấy đã không? Máy hoàn toàn mới, chưa đổ nhớt, chưa đổ xăng luôn nha. Con này thì có cảm biến nhớt nè. Khi mà bạn hết nhớt là nó sẽ không nổ nữa, nó mất lửa luôn á. Bảo vệ. Đó đây. Đây là họ sản xuất để dành trong cái máy phát điện á, cho nên là họ xài cút con. Thì anh em về miền Tây á, nếu mà chế vỏ lại á thì gắn cái kẹt đăng vô đây. Một là cắt bỏ một khúc, hai là để nguyên thì gắn kẹt đăng sẽ vô tới trong đây. Đó, hoàn toàn là mới nha, mới khui thùng luôn. Con này thì không có gì để giới thiệu hết. Tại vì nó mới quá giờ không biết nói giới thiệu làm sao nữa. Hoàn toàn là hàng xịn đàng hoàng nha bạn. Bây giờ cái máy này giá thị trường để các hiểu coi nào. Giá thị trường thì nói chung là giờ nếu mà đúng ra sạc trên mạng thì cũng xin lỗi anh em nào bán máy, tại vì giá thì chắc chắn sẽ mắc hơn Hiếu rồi. Giờ máy Honda 13 ngựa đi ha. Đây bạn. Máy Honda 13 ngựa đi. 13 HP Thái đi ha, thử thôi. Thử coi giá nó bao nhiêu thì xin lỗi anh em nào lỡ bấm đúng tên anh em nào nha. Đây. Nếu mà máy của Thái á là giá trên thị trường là 13.420.000 nha. Đó bạn, ghê chưa? Đây, 14 triệu luôn nè. Đó, tại đây Hiếu bán là 12.500 thôi. Bán chơi cho vui thôi. Phá giá chơi vậy. Thì có giá so sánh rồi anh em thấy không? Nhiều khi cứ nói bảo Hiếu nó xào xạo. Bán rẻ hơn tính ra tới triệu rưỡi luôn rồi đó. Máy này mà có nghĩa là máy là chất lượng, này là chất lượng là của Nhật nha. Từ Thái xuất qua Nhật chứ không phải là Thái xuất Việt Nam mà khác à. Tại vì bạn muốn vô cái nước Nhật thì cũng khá là khó đấy. Tại vì nó phải đạt theo tiêu chuẩn của Nhật thì bạn mới vô được, tại vì theo đơn đặt hàng mà. Họ kiểm tra rất là gắt gao. Tại vì Hiếu bên Nhật một thời gian Hiếu biết mà. Cho nên mấy con này xài cũng khá là ngon, khá là ok. Hàng chính hãng nha. Hàng xịn ra ngoài các bạn. Với lại, ê Vũ ơi, lấy giùm anh con Mitsu 6 ngựa này xuống Vũ. Đây có con Mitsu 6 ngựa mới luôn rồi bạn. Tới gần những con 6 ngựa đó xuống anh đây. Trời, con chó thì mình ngủ rồi. Đây, đây là con Mitsu 6 ngựa cút thẳng luôn bạn. Đây, tem. Đây, chúng mình vừa hết hồn. Kiếm quán nhậu bạn, quán mình chưa khai trương. Em chưa khai trương rồi anh ơi. Dạ. Khách vô quán mình kiếm để nhậu bằng mình, nhưng dạo này dịch bệnh phức tạp quá cho nên là mình chưa khai trương lại. Đây, con này là 6 ngựa Mitsu, đời mới nhất bây giờ của con Mitsu luôn bạn. Mới, hoàn toàn mới, chưa xài luôn nha. Đó, là trong cái thùng đó đó. Đây, 6 ngựa. Con này là cốt thẳng, tua nhanh. Con này là cũng là của Thái xích Nhật luôn. Đó, đây. Bạn thấy ghê không? Để có một lô máy như vậy thì bạn biết không phải là dễ đâu nha. Hôm trước có lô mà tích tắc là mỗi người lấy một con hết trơn rồi. Bây giờ mới về được một lô nữa. Anh em nào nhanh tay thì còn nha. Chứ chậm tay cũng hết nữa đó. Nói chung là hot nhất là cái con Honda 13 ngựa nè. Nhiều anh em hỏi rất là nhiều. Rất là nhiều luôn á. Hầu như là cứ ngày ngày là sẽ có người hỏi là anh Hiếu ơi có máy 13 ngựa không? Có máy 13 ngựa không? Thì hôm nay có rồi. Giá chính thức Hiếu bán là 12.500 anh em. Rẻ hơn 1.500.000 so thị trường. Đó, còn con này.
Con này là 5,5 triệu. 6 ngựa Mitsu GB nha, chứ không phải là GM nha. GM là khác, GB là khác. GB nè, có là con này là đời mới nhất bây giờ. Tắt đây. Ten ten, đây là tắt nè, đây là mở. Đây là E, đây là ga, vậy thôi, đơn giản. Không gì khó. Ủa mà quên cái này con mới mà còn gì phải dặn nắp bình xăng. Con mới thì bạn biết rồi, thôi đâu mà dặn mở nắp bình xăng chi. Đó, hai con, có giá hết rồi đó nha. Anh em nào lấy xài thì lấy chúng thôi là hết nữa nha. Có được có mấy chục con thôi đó. Nè, Honda nè. GX 3910 đó nha. Hàng chính hãng, hàng xịn đàng hoàng các bạn nha. Hàng xịn đàng hoàng à. Được có mấy chục con, em nào lấy nhanh nhanh lên đi. Máy phát điện quá trời luôn, mai đi giao nữa. Hay da, anh Hồ anh xuống tới đây bạn. Anh xuống anh coi cái máy phát điện của anh rồi kìa. Anh từ Tân Bình á. Anh là quán phở, bây giờ anh xuống đây anh coi cái máy phát điện của anh. Máy Toshiba đang làm điện rồi bạn. Đó, con này đang làm điện rồi. Đây, đây là phần lặt vặt các bạn. Anh Hồ lấy chiếc xe đạp rồi bạn ơi. Có 3 chiếc anh Hồ lựa chiếc rồi. Anh Hồ tới đây cho nên cho anh lựa trước đi. Ưu tiên lựa chiếc nào dẫn vô đi để anh thôi là chiếc nào. À, giờ trước tiên Hiếu sẽ quay máy rửa cho anh em coi đi nha. Đây, đây có một con đầu rửa. Con này là lớn nha. Con này siêu khủng á. Con này có là kéo ít nhất là máy phải từ 8 ngựa trở lên. Cái này để kéo motor thì phải 5 ngựa 3 pha hoặc 5 ngựa 1 pha cũng được. Lưu lượng nước con này là 50 lít trên 1 phút. Con này bao anh em xịt 2 giòi luôn. Bao xịt 1.000 mét dây luôn á. Con này quá ghê. Cái này Hiếu đang có cái máy dầu. Nếu anh em nào muốn gắp máy dầu, Hiếu gắp cho con máy dầu 7,5 ngựa. Máy có đề luôn á nha. Nguyên bộ máy có đề luôn. Gắp máy dầu lên cái là anh em xịt thuốc bao ngon luôn. Máy có đề. Đây là Maruyama. Còn mới đầu còn đẹp lắm. Cực đẹp. Giờ này hàng để ít về nhưng lựa cũng được mớ hàng đẹp. Với lại cái có hai con Maruyama 310, nhiều anh em cũng hỏi mấy con này nè. Maruyama 310 thì con này lưu lượng nước con này nếu mà dòng cua 1400 á, nếu chạy motor 1400 á thì nó được 30 lít trên 1 phút. Đây bạn. Đây, thông số kỹ thuật nằm đây. Đây này không? Nếu mà dòng tua 900 đã 25 lít rồi, bây giờ dòng tua 1400 thì cũng được 30 lít. Áp con này là được 50kg trên 1cm khối. Thì con này dành xịt thuốc, nó là da lồng đen. Cho nên là chuyên về xịt quá chất. Có hai con, mỗi con là 4,5 triệu. Đó, hai con, mỗi con 4,5 triệu. Chung con nào cũng đẹp bạn. Hàng Hiếu lựa thì khỏi phải lo. Hai con Maruyama 310 thì như hổm rồi, có mấy anh em dặn mấy con 310 này á. Là hai con máy hàng. Máy hàng này cuối cùng là của Hàn Quốc các bạn. Hàn Quốc xuất Nhật mới ghê chứ. Thế mới ghê. Lần đầu tiên Hiếu mới thấy máy hàng Hàn Quốc xuất Nhật. Tại vì nhìn thấy Taiwan ai gì không phải. Cái quạt là Taiwan. Là cái quạt là của Đài Loan. Tại nó là liên danh Liên Hiệp Quốc. Con này là 250. Đó. Con này thì hàng này là hàng hiếm, hàng hệ các bạn. Cái là đi cái nào. Ây da, con 250, con 200. Thì một con 250 này á, con 250 này á, là 6 triệu, còn con 200 là 5 triệu nha. Đây đây bạn, made in Korea. Korea, đây bạn thấy chưa? Korea đàng hoàng nha, Hàn Quốc xuất Nhật điện 200. Đây, đây bạn, điện 200 một pha, 250A, 50Hz và 60Hz. Tổng trọng lượng con này là 19,5 kg, là coi như là 20kg. Ghê không? Con là xài thì bao ngon. Đây con 200. Nói chung hàng này hàng hệ, hàng hiếm cho nên là Hiếu mua giá cao cho nên là để giá cao. Thì anh em nào lấy thì lấy. Đấy thì alo Hiếu trong thôi là hết nữa. Máy hàng cũng nhiều anh em dặn lắm. Mua bộ quay hàng về hàng. Lại một con máy phát điện 6kVA, 6kW. Đây, con này xài gia đình thì bao ngon. Giang Mai đàng hoàng nha, máy dầu cách âm còn rất là ngon, cũ zin luôn đó, cách âm còn đầy đủ ngon lành hết bạn, cực kỳ ngon đó. Ten 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 này là máy Giang Mai, hình như là máy anh lời là máy không biết mà sao lại được 6kg ta. Đúng, mấy con này có 5kg chứ sao được 6kg không biết.
thì sản xuất như sao thì người ta dán như sao thì Hiếu đưa như vậy thôi, chứ còn Hiếu không phải là nhà sản xuất cho nên là Hiếu không biết nha. Máy còn khá đẹp bạn, đây là mình xài đổi nguồn nha, nên là chứ không phải không có đấu, không quấn, không làm gì là hết. Đủ 6 kg thôi, bây giờ đủ 5 kg đi, ba anh em đủ 5 kg đi. Tại vì biết sao không, nhà Hiếu có cái cây test, cái cây que mà để thử á, cái cây quên, nói cái que giống que thử thai quá nghe ghê quá. cái cây nhiệt để thử á thì nó được có 5 kg thôi. Thì thử thôi 5 kg thôi cho nó chắc ăn ha. Bao 5 kg anh em, 35 triệu. Ok. Báo giá cho anh em luôn rồi đó. Với lại một con 290, 290 là bao nhiêu ngựa ta? 290 là 8 ngựa. 8 HP. Nếu 8 HP tại vòng tua 2000 vòng. Con này có đề zin 130 m/s. Kéo đầu Maruyama 310. Con này cũng dạng là quái thú các bạn. Con khá lớn đó nha. Nó là có đề, đây nút đề nè. Ấy quên không? Cái này nè, từ từ. Ủa đâu phải đề ta, cuốn ống chứ. Này cuốn ống nè, cuốn ống xả ống nè. Zin 130 m/s nè bạn nè. Đây, 130 m/s nha. Đó. 130 m. Con này là dây bao nhiêu ly đây? Dây 10 ly. Có đèn cảnh báo nó mất tiêu rồi. Con này xài remote nhưng remote thiếu dục. Việt Nam có ai xài remote đâu mà có. Dây quá dẻo luôn, dây còn dẻo nhăn mềm xèo. Đó. Dây này còn bao ngon luôn. Này về vậy là xài thôi. Anh em chỉ cần mua cái cây súng bắt vô đây cái là xong nè. Bấm đầu zin luôn nè nha. Bấm đầu zin. Một là xài bét hay xài dồi đó, hay là mua cái cây súng xịt ở ngoài chợ á, hoặc là Hiếu kiếm mua cho cây súng. Đó. Con này là 17 triệu. Anh em xài thì lấy nguyên bộ xài. Ủa gì bên đây có một khúc hả? Vậy thì bây giờ đi vòng từ đây lại đi. Đó có bên đây có nhiêu thôi. Mé bên tay trái, còn giờ đây là mé bên tay phải. Nhìn mặt Hiếu già mà. Đó thấy không? Đó cầm cây chống rung là mới mua được cây chống rung. Đây là hai con Sergon. Ê Vũ ơi. Hai con Sergon mà. Con này còn khá là ngon. Sao thằng quỷ này nó dở cái bình lên á. Bình của mình mới dở lên để tình lan vita ta. À quên nó đậy lại cho anh. Mình phơi cho nó khô mà con này tiện con gái là bạn biết sao. Nó là sạc điện 220. Nó là sạc điện 220 thường mình thôi bạn đây nè. Đó, đây là chưa sạc nè. Để coi thằng Nam cho anh Nam chạy cho bạn coi. Đẹp không? Đó, đã cho con này số 19. Sigon này thì bây giờ nó mắc hơn lúc trước rồi. Nam lên chạy cho mày nè Nam, để anh mở khóa cho. Hả? Chiếc nào chạy tới anh khúc thôi. Chạy tới cho biết là xe đang còn hoạt động bình thường đây bạn. Con này thì nó là cao hơn nè. Từ nha Nam. Đây là phải có công tắc bật đây nè nha. Bật. Ok. Từ từ. Mở khóa lên chưa? Đang bật chạy tới hay chạy lui? Bật lên. Ok. Từ từ nha. Chạy từ từ. Tốc độ bàn thờ nó nhanh lắm á. Điện nó ghê nhanh lắm á. Đó bạn. Rồi đạp vô thử coi. Coi chừng tông vô cái kia. Tới nữa. Rồi về Nam. Đó bạn. Rồi ok, vậy là được rồi. Quá đẹp rồi. Rồi. Tắt là nó khóa cổ luôn ạ. Rồi được rồi Nam, bỏ cho anh nè. Các bạn khi mà bạn tắt á là nó khóa cổ luôn nè. Đây. Đây bạn. Nghe không? Cái con quỷ này không biết nó là cái gì á mà nó có điều khiển từ xa nè. Nè. Có định vị GPS nữa nè bạn. Không hiểu tại sao cái này lại có cái này. Thì nói chung là con này đúng là đời cao hơn á, mà không biết sao nữa nè bạn nè. Cửa thì đây là quan giờ tắt cái đi. Giờ để mở cho bạn coi nha. Bây giờ nè, khi mở ra bạn, mở khóa lên thì nó sẽ mở khóa cổ cho mình nè. Nó này không? Nè đó, ghê không? Đó bạn, cái con này không hiểu sao tại sao lại nó có cái chế độ khóa cổ nè. Đó, xong rồi này. Đó, cứ ngắt rồi đó. Con này là giống là full option á. Đây có công tắc ở đây, tăng gạch rồi ok. Bình thì còn cực kỳ ngon. Bình con này thì nó như là mới mà. Bình nó là bình hãng Panasonic mà nó là hiệu Sanjo. Thế mới ghê. Đây là ê quên có sọt bánh gôn nữa bạn, cái sọt đựng cái quả bóng bóng gôn á ha. Hai cái này là để đánh để đựng hai cái sọt đựng cái cây gậy đánh gôn á.
Ghost gọi là Ghost. Đúng như mấy anh gọi là Ghost. Còn mình thì cứ gọi là Ghost đi. Nó dễ nghe ha. Con này để coi Hiếu đang giới thiệu cái gì. À, cái cửa kiến. Cái cửa bạn có thể là mở và đẩy xuống và mở và kéo lên. Đây nè. Con này ấy da. Đó bạn. Đó, bạn đẩy xuống. Đó, ok chưa? Thì còn không thì bạn cứ dở lên. Ở ngoài trước nó có camera hay cái đèn gì Hiếu cũng chưa coi. Không biết là cái đèn hay camera gì đó. Đây nè. Thì Hiếu chưa để ý tới đâu bạn. Đó, không hiểu được. Khó hiểu quá mà thôi, từ từ hiểu làm gì cho nó mệt. Đây, còn cái gầm thì bạn khỏi cần phải chê. Gầm mấy con này là không có gì mà phải chê bạn. Đó, rotin từ rotin thước lái các kiểu là nó như là mới á nè. Quá đã luôn bạn ơi. Rotin mà nó còn với lại cái thước lái bạn nè, lái trợ lực. Quá đã luôn bạn, cái thanh dằn nó dày cui, cái thanh dằn là lấy ra đập lỗ đầu luôn á nè. Cái thanh dằn mà nó dày như vậy đó bạn. Bánh xe thì còn quá tuyệt vời luôn. Đây. Còn cái hệ thống với lại cái motor làm sao thì không gì phải bàn cãi nữa bạn. Đấy, số hiệu là 219, đây, số đẹp quá hả? Đây. Đó bạn, cái mâm xe nè. Đây cái hệ thống làm sao nè bạn, nhìn thấy đã chưa? Cái motor các kiểu nè. Đó, quá đã không bạn? Nhìn trời, nhìn y như mới các bạn. Quá trời, cực đẹp. Nè, motor này. Nên là woodless nha bạn, không chở than nha. Đó là woodless là không chở than. Cái mui nhìn đã quá bạn. Cái này là mui bằng nhựa dẻo chứ không phải composite cho nên là khó bể lắm. Hôm trước có đợt Hiếu về bằng composite nó bị bể, còn riêng mui này là bằng nhựa dẻo. Bạn bẻ thoải mái. Đó nè. Vô tư. Ờ, cái này nó còn có cái chuông nè. Cái chuông ngay đây. Đó. Thì cái chuông có nghĩa là người ngoài sau á, ngồi đây đựng đây được một chai nước nè. Nhấn cái chuông. Kring, dừng xe. Stop. Xuống xe. Đó. Lại bên đây một con nữa. Con này là số 15. Thì hai con giống như nhau mà. Có gì đâu quay. Con này thì không có option, full option giống con kia, có nghĩa là không có không có chức năng khóa cổ các kiểu. Khóa bọng thì đầy đủ hết nè. Đó. Đó nè. Đó. Rầm. Rồi, đó đầy đủ hết. Cái có kính chiếu hậu nè bạn. Kính chiếu hậu. Cái từ khung sắt cho tới cái máy tới cái trần là nó còn cực đẹp. Cái khung sắt này bạn, nó sơn sao mà hay ghê. Còn cái này á là để đậy ngoài sau đừng cho ướt mấy cái gạch đánh gôn. Này này nó bằng cái gì ta? Bằng cái gì á? Bằng cái nhựa gì á bạn? Cái này ngửa ra sao được. Đó, đỏ, đỏ, đã không bạn? Đó, bạn để như vậy để chạy nè, đánh rút ra cho dễ. Còn không bật lên. Đó. Quá đã. Quá sướng luôn bạn ơi. Chạy đi, không có airbag đâu. Quên có airbag ngoài trước chứ. Nhìn mát đang chạy nè bạn. Nhìn mát chưa có một lái cho nên là da cũng hên xui lắm bạn. Nhìn mát nhìn già chứ nó lại không có bằng lái đại ơi. Nhìn già chứ còn lái máy bay thôi chứ không có bằng lái xe hơi. Giỡn chơi mà chú. Yeah, rồi để gì yeah luôn. Yeah. Trả lên tí. Trả lại lái lại. Lại trả lên thôi, quẹo đít qua đây. Nó có trợ lực mà. À nó có airbag trước nè bạn. Đây Hiếu đạp cái airbag nó ngổ. Thôi đi vô trong nhưng mà đừng có ve nữa. Đừng có ve nữa. Mày ve mà làm bánh tráng cho thịt mép tao ngay giữa luôn giờ. Đây bạn, airbag của con này mất cười lắm bạn nè. Nè. Airbag. Đó. Cái này làm gì anh yêu? Remote điều khiển từ xa. Cho nó chạy không cần phải lái, khỏi mướn nhân viên. Với lại có 4 con quạt hút các bạn, 4 con quạt hút mới chưa xài. Con này là hoàn toàn mới chưa xài luôn nha. Cánh cái lồng cánh thì bao nhiêu thì con này chắc phải lồng cánh con này 50.
Có nghĩa là cả hết cái quạt thì 60, cái lồng cánh thì 50 các bạn. Ây da, con này mới chưa xài luôn. Anh em muốn xài 1 pha, 3 pha gì cũng được hết trơn á. Con này có 250 W thôi bạn. Đây, lưu lượng của nó là tối đa nó là 4.380 mét khối trên 1 giờ. Ghê không bạn? Vãi linh hồn không? Nè, nó có 205W mà nó hút cái kiểu khỉ gì mà tới 400 mấy mét khối trên 1 giờ, giả mang không? Panasonic một con. Đó, con này là 2 triệu nha. Có con lớn nữa, con lớn 3 triệu anh em, còn con này là 2 triệu. Con này cũng bằng con kia luôn. Con này bằng con kia, ba con bằng nhau luôn bạn. Ba con này bằng nhau luôn. Cái con lớn nè, à nó có cái chụp này nè bạn. Mỗi con có cái chụp nè, đó. Đây, đây bây giờ gắn con này đi cho nó chống chỗ cho nhìn cho dễ ha. Đó, nó có cái chụp đây nè. Đó. Ủa, phải để đây không? Hay để sao vậy? Đó bạn. Cái chụp này là cái chụp an toàn để đừng có cho bị cuốn, đại khái là các vật nuôi nè, hoặc là để dính tay nữa, bảo hiểm á, nó là để bảo hiểm. Đó, ghê không? Đó, con này đợt này được con cái là ngon là vậy đó bạn. Bốn cái đều có bốn con có bốn cái nha. Đó, đây một con. Ủa sao vậy? Cái này chắc của cái lớn rồi bạn ơi. Này của cái lớn rồi đó. Đó, ngon lành không? Để nó có cái gì bảo vệ. Con này là 3 triệu nè. Con này nó lưu lượng của nó là tới 7.200 mét khối trên 1 phút tới 1 giờ. Quá hớp bạn. 205W mà nó hút 4.000 mét khối 1 giờ Vinh. Ghê thiệt chứ. Còn cái con này thì nó hút là bao nhiêu ngàn mét khối đây? Toàn tính ngàn không bạn, mét khối mình hút mà tính mấy ngàn mét khối trên 1 giờ. Con này hút tối đa của nó bình quân nó là 611, tối đa nó là 7.200 mét khối trên 1 giờ. Nó có bao nhiêu watt đâu? Nó mất tiêu rồi. Bao nhiêu watt đâu tiêu rồi? Thông số đâu? Con này thì hút quá ghê bạn. Con này thì không có gì để chê nữa bạn. Đó, con này anh em nào lấy về, con này cái lồng cánh chắc phải được 6 tấc á, 6 tấc 60 á, 60cm hoặc hơn 60cm á. Lại có 3 chiếc xe đạp, 2 chiếc Hummer. Hummer hàng xịn nha bạn. Con này hàng Nhật về luôn, sao là Hiếu chưa gắn cái ghi đông này không bạn? Nè, à, con này chưa gắn ghi đông đang treo đây, sợ nó bị chày á. Cho nên là ghi đông người ta tháo ra hết à. Con này là vừa có nhúng trước, vừa có nhúng sau. Để coi bao nhiêu clip đây. Đây, để coi nào. 2, 4, 6 clip bạn. 6 clip và 3 dĩa. Màu đen ha, nhìn cá tính ghê ha. Hummer mới ghê chứ. Có hai con Hummer nè. Với lại một con xe đạp sườn ngang. Con đó là gấp được các bạn. Mỗi con là 7 triệu hết, anh em nào lấy con nào lấy, nó bằng giá nhau mà. Anh em nào muốn lấy con nào lấy thôi. 7 triệu bằng nhau. Cái con kia thì nó lại là gấp được nè, anh em để chạy buổi sáng hoặc là có thể đem theo đi du lịch các kiểu nè, mở ngang khớp này gấp lại. Con này đạp thể thao thể dục buổi sáng ha, rèn luyện sức khỏe chống Covid thì bao ngon luôn rồi. Con này thì quá đã rồi á, niền bọng các kiểu là còn ngon lành hết. Sườn đồ, ôi nó cái bàn đạp Hiếu chưa gắn vô luôn á. Về sợ chày á cho nên là gỡ ra xong rồi để đó, với lại là dẫn cho nó khỏi bị vướng tay vướng chân mà. Đó rồi, được có mấy món gì đó, anh em nào có lấy gì lấy đi chứ còn để chơi trễ hết nữa. Giờ này ít hàng quá cho nên là cũng đi bãi cũng ít các bạn ơi. Đó, được hai con Seagull thì anh em nào lấy thì lấy nha. Lấy alo hiếu sớm đi, cũng nhiều anh em chặn Seagull này lắm nè. Rồi, anh em lái theo đồ Hiếu. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Chào tạm biệt và hẹn lại trong những clip sau nha. Bye bye.